Hôm nay, Nightside sẽ hướng dẫn chúng ta cách thiết kế poster mắt biếc 100% bằng PowerPoint. Và như thường lệ, mở đầu video luôn là một đoạn intro ấn tượng do mình thiết kế hoàn toàn trên PowerPoint. Đầu tiên, mình sẽ nhấn chuột phải vào vùng trống và mở format background. Sau đó, chúng ta chọn picture rồi chọn file để lồng ảnh vào trong nền của slide. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ chèn ảnh của chủ thể vào trong slide. Trong thẻ format, mình sẽ mở remove background để tách được chủ thể ra khỏi nền xám. Chúng ta sẽ di chuyển các điểm tròn màu trắng sao cho bốn cạnh bao trọn được chủ thể, kết hợp với dấu cộng và dấu trừ để chỉnh sửa các chi tiết theo mong muốn, rồi nhấn keep trends để lưu kết quả. Sau đó chúng ta dùng công cụ crop để cắt lấy phần nửa trên của chủ thể. Mình sẽ thay đổi kích thước và chỉnh lại vị trí một chút cho phù hợp. Để phần cạnh đáy của chủ thể trở nên mềm mại hơn, mình sẽ vẽ thêm một hình tròn. Trong bảng Format Shape, chúng ta sẽ tích chọn Slide Background Fill. Hình tròn lúc này sẽ giống hệt với phần ảnh nền đang ở phía sau hình tròn. Bước kế tiếp, chúng ta vào mục Effect và làm mềm cạnh của hình tròn bằng tính năng Soft Edge. Sau đó chúng ta chỉnh lại kích thước vị trí của hình tròn sao cho phù hợp. Tuy nhiên, tính năng này có nhược điểm, đó là tất cả các cạnh của hình tròn đều sẽ bị mềm đi. Mình sẽ vẽ thêm một hình chữ nhật, tiếp tục chọn chế độ Slide Background Fill và lại dùng tính năng Soft Edge để làm mềm cạnh hình chữ nhật đi một chút. Chúng ta chỉnh lại tổng thể các hình khối sao cho phù hợp. Cuối cùng, để nhân vật có sự hài hòa với nền ảnh và có cảm giác đang được ánh nắng phủ lên, chúng ta sẽ chọn hình ảnh rồi vào Shadow, chọn hướng bóng tỏa từ tâm ra. Rồi vào phần tô màu bóng và lấy màu ở nơi đang có ánh nắng ở trên ảnh. Chúng ta sẽ tăng thông số blur để ánh nắng lan tỏa trên chủ thể nhiều hơn và thành quả chúng ta có được sẽ vô cùng mỹ mãn. Với tư duy và kiến thức được Nightside chia sẻ trong video này, chúng ta hoàn toàn có thể tự thiết kế những poster chứa tràn tình cảm để dành tặng tới người ấy trong dịp 20 tháng 10 hoặc Valentine. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nightside để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nightside, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.